Hello, là mình đây. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của mình nha. Cái video hồi hôm qua mình có giới thiệu cũng như chia sẻ cái dung dịch với cái kinh nghiệm mà mình vệ sinh bổ nhông sinh dĩa sao cho con xe của mình nó được tốt. Hôm nay mình quay lại tí xíu cho anh em coi ha. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái là tăng nhông xích của nó nha. Xe mình thì bộ nhông xích cũng hiện tại nó cũng đang dùng rồi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một chút kinh nghiệm mà mình biết về tăng cái bộ nhông xích này. Con xe của mình đi đây, để mình quay sơ lược cho anh em coi ha. Đấy. Và cái bộ dụng cụ mà mình dùng để tăng cái bộ nhông xích của con xe mình là gồm là chìa khóa 17 và cái đĩa 19 để mình tháo lỏng cái cốt bánh ra. Và cái chìa khóa 12 với 13 để mình tăng cái bộ tăng hai cái miếng bát hai bên của cái gấp. Còn cái cây T14 này thì mình để mình tháo cái con ốc này đây. Con ốc nó chịu lại cái bát đĩa ha. Cái con heo ha. Cho con heo không sụp xịt. Bây giờ mình muốn tăng thì mình phải nới lỏng cái con ốc này ra. Các dòng xe của Yamaha thì hầu như con nào cũng như vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái con ốc cốt nó ra nha, nới nó ra. Sau khi bạn đã nới lỏng cái con ốc cốt này ra thì bây giờ là bạn sẽ nới hai cái con ốc mà hai cái bát nó chịu cái tông sơn này ra. Đây. Có nhiều anh em khi mà canh nhông xích đó, xong thì nó lại vừa ý mình, nhưng mà khi mà siết cái cốt này vô lại thì cọng dây xích nó lại căng ra. Hôm nay mình sẽ chia sẻ chút kinh nghiệm là làm sao để cho cọng dây xích này nó không bị căng ra khi siết cốt vô ha. Bây giờ cái việc của mình là sẽ canh hai cái bát hai bên này. Mình canh bằng cái gì? Mình canh bằng cái thước này. Ví dụ ở bên đây nó là 5 phân. Thì con ốc cốt ở bên đây nó cũng phải chèm 4 phân hoặc là 5 phân đều nếu mà cái gấp của bạn nó đều. Còn cái gấp xe mình thì nó hơi bị chình xíu cho nên bên 4 bên 5 là cũng là ok rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành canh cái bộ nhông xích của mình ha. Cũng như nãy mình nói là dùng cái cây thước này để đo hai cái miếng bát này. Miễn sao hai bên nó đều nhau hoặc nó lọt một cái gạch nhỏ ngay chỗ này là được. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành canh cái bộ nhông xích của mình ha. Rồi mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách mà khi mà đã canh bộ nhông xích nó vừa ý và khi mình siết cái cốt bánh vô nó không bị căng cái cọng dây sên ra. Cái này mình học từ chú Phạm Lưng. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành canh bộ sên xích của mình ha.
Cũng như hồi nãy mình có nói là phải canh cho hai cái miếng bát của cái gắp này cho nó bằng với nhau nha. Rồi đây là sau khi mình đã canh hai cái miếng bát này cho nó bằng với nhau nha. Bên đây nó là 7 nè. Bên đây nó 7 phần. Rồi. Cái miếng cốt ở bên đây, cái miếng bát chèo ở bên đây nó tầm 6 phần rưỡi là ok rồi đó. Hai bên nó đều nhau rồi. Mình coi. Hai bên nó đều nhau rồi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm mà mình học từ chú Phạm Lân ha. Khi mà trước khi mà bạn xiết cái con ốc cốt này vô á, thì bạn sẽ lấy cái chìa, lấy cái chìa khóa này các bạn, kẹp vô cái lỗ này. Sau đó thì các bạn quay cái bánh, quay cái bánh cho cái cọng xích của các bạn nó căng ra, căng vừa phải thôi nha. Đó. Đó, cho cái cọng xích của các bạn nó căng ra nè. Nè, nó căng ra nè, thấy không? Khi mà nó căng như thế này á là mình siết cái con ốc cốt này vô nè. Nó không có bị căng nữa, với nó không có bị chạy cái con ốc cốt này. Và cái giò của mình phải chịu vô cái bánh như thế này. Một giò chịu vô cái bánh, một tay mình giữ cái này lại, còn cái tay mé bên đây thì mình lấy cái điếu 19 bắt đầu mình xiết cái con ốc cốt này vô. Trong khi các bạn xiết con ốc cốt này vô thì cái giò của các bạn vẫn chịu vô cái bánh cứng như thế này nha. Đó, lúc đó thì cái cọng dây xích này nó không có chạy được. Còn cái chìa khóa khi mình chọt vô cái răng này nè, nó sẽ giữ cho cọng dây xích căng lên. Đó. Khi mà mình xiết xong cái cốt á, mình thả cái mình trả cái mình lấy cái chìa khóa này ra thì cái cọng dây xích nó sẽ ưng ý giống như lúc ban đầu mà mình mới canh. Và cái bánh xe nó rất là nhẹ nha anh em. Để lát mình đạp cái. Rồi, sau khi bạn xiết cái cốt này cứng vô rồi thì bây giờ bạn sẽ thả cái, bạn trả cái bánh cho cái chìa khóa này nó rớt ra. Đây. Thấy chưa? Nhâm xích.
Đó. Vừa phải. Giờ quay xích rất là thẳng nha, không có bị giật xích nha. Trước khi mà mình xiết cái con ốc mà nó giữ cái con heo dầu này lại thì mình phải nhấp cho dầu nó xả ra rồi. Quay. Rồi, dầu nó xả ra rồi ha. Trước khi mình xiết cái con ốc này lại thì mình quay bánh và mình đạp và giữ cái chân thắng này luôn cho nó, cho cái bít tông nó, của cái con heo này nó chạy ra, nó giữ cái đĩa với cái bánh lại cho nó không, cái cho cái con heo nó không có bị chinh ha. Và bây giờ mình sẽ quay mẫu cho các bạn xem nè. Mình quay cái bánh nè, sau đó mình đạp rồi giữ luôn nha, đạp như thế này rồi giữ luôn. Và bây giờ mình xiết cái con ốc này lại, lấy cái T14 nha, xiết nó lại. Rồi, sau khi mình xiết xong cái con ốc rồi lại thì mình quay bánh cho các bạn xem, nó rất là nhẹ nha. Đó. Và xích không bị căng lên khi mình xiết cái cốt vô, rất là vừa. Đó là chút kinh nghiệm mà mình chia sẻ cho anh em về cách tăng nhông xích của con xe ha. Quay bánh cho anh em coi thử nè, rất là nhẹ nha anh em. Đó. À, anh em thấy cái video clip của mình hay thì hãy nhớ đăng ký kênh cho mình, một like, một subscribe kênh, và hãy nhấn chuông để có thêm những mình ra những cái video clip mới, nó sẽ thông báo cho các bạn ha. Nếu mà trong khi quay mình có sơ sót về cái gì hay là nó không được hay ở chỗ nào thì các bạn hãy nhớ comment ở bên dưới cái video. À, mình sẽ đọc những cái comment đó và mình sẽ rút kinh nghiệm cho những cái video lần sau ha. Rồi, chào tất cả anh em nha.